Xin chào quý vị và bà con. Thưa quý vị và bà con, hiện nay nuôi trồng thủy sản nước ngọt đã trở thành một nghề mang lại hiệu quả kinh tế cao, đặc biệt luôn là đối tượng nuôi khá phổ biến. Tuy nhiên, ngoài các biện pháp kỹ thuật thì những vấn đề xung quanh môi trường nước để nuôi lươn luôn là mối quan tâm của bà con nông dân, nhất là trong điều kiện thời tiết như hiện nay các nguyên nhân phát sinh bệnh trên lươn đó là con giống yếu có sẵn mầm bệnh bị xây sát trong quá trình vận chuyển nhiệt độ thay đổi đột ngột môi trường nước ô nhiễm do mầm bệnh ký sinh trùng hoặc là dư thừa thức ăn cho lươn ăn thức ăn ôi thiêu nuôi mật độ dày để phòng bệnh cho lươn bên cạnh việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật như là chọn giống khỏe mạnh, tắm muối trước khi thả giống, bà con cần giữ môi trường nước sạch, định kỳ diệt khuẩn để loại bỏ mầm bệnh, đồng thời chú ý có chế độ ăn hợp lý. Nếu nuôi lươn trong bể thì bà con nên định kỳ thay nước trong bể, quản lý tốt và tránh dư thừa thức ăn. Tiếp tục với tình hình thời tiết trong đêm nay và ngày mai tại khu vực Bắc Bộ, mưa rông sẽ gia tăng hơn do ảnh hưởng của gió đông bắc từ khối không khí lạnh dồn xuống, kết hợp với nhiễu động trên đới gió đông trên cao. Mưa được dự báo sẽ tập trung chính tại các tỉnh ven biển phía đông và nam đồng bằng Bắc Bộ. Đêm nay nhiệt độ giảm xuống còn ở khoảng từ 20 cho tới 24 độ, vùng núi là từ 18 đến 19 độ. Khối khí lạnh đầu mùa chưa quá mạnh mẽ nên nhiệt độ ban ngày trên toàn khu vực không giảm quá thấp. Cao nhất ngày mai phổ biến ở ngưỡng từ 27 đến 29 độ ở phía đông và từ 27 cho tới 30 độ ở phía tây. Xuống đến miền Trung, các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho tới Phú Yên có mưa rông nhiều nơi trong đêm nay và ngày mai. Thậm chí có nhiều hơn số điểm mưa vừa đến mưa to do chịu ảnh hưởng của gió đông bắc thổi vào địa hình và nhiễu động gió đông từ biển đầy ẩm vào. Đó là thời tiết trên đất liền, còn thời tiết biển với các vùng biển miền Trung thời tiết cũng sẽ chuyển nhiều mây, có mưa rào và rông gia tăng. Gió Đông Bắc chuyển dần ở mức cấp 5, tăng lên mức cấp 6, giật cấp 7, biển động. Bà con cần hạn chế ra khơi để đảm bảo an toàn. Đi sâu về phía nam, khu vực từ Khánh Hòa trở vào cho tới Bình Thuận, thời tiết đêm nay và ngày mai phổ biến có mưa ở khoảng 1 phần 3 diện tích vùng với lượng không quá lớn. Ngày vẫn có nắng gián đoạn với nhiệt độ từ 29 cho tới 31 độ. Điểm dưới chân cuối cùng là các tỉnh vùng cao Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ. Đêm nay và ngày mai, thời tiết phổ biến có mưa rông rải rác trong thời điểm chiều tối. Mưa với lượng khá hơn tập trung chủ yếu ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ, Ban ngày ít có khả năng xuất hiện mưa hơn, trời có những khoảng nắng đan xen. Về nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến từ 30 cho tới 33 độ tại Nam Bộ và dao động chủ yếu từ 29 cho tới 32 độ tại vùng cao Tây Nguyên. Theo bà con mới đây trên địa bàn thôn Hòa Bình, xã Đắc Can, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Con Tum xuất hiện gia cầm bị nhiễm cúm A H5N6. Trong điều kiện thời tiết nóng ẩm như hiện tại thì bà con trong thôn cũng như là những vùng lân cận cần nâng cao công tác phòng bệnh để bảo vệ đàn vật nuôi và tiếp theo mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước phía tây bắc bộ mây thay đổi đến nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi riêng phía đông nam có mưa rào và rông rải rác trong cơn rông cần đề phòng sấm sét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất là từ 21 đến 24 độ nhiệt độ cao nhất là từ 27 cho tới 30 độ và độ ẩm trung bình là từ 86 đến 91% Phía đông bắc bộ, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác. Riêng nam đồng bằng có mưa vừa, có nơi mưa to và rông. Trong cơn rông cần đề phòng lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Với nhiệt độ thấp nhất là từ 19 đến 23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 26 đến 29 độ và độ ẩm trung bình là từ 87 đến 94%. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và rông. Trong cơn rông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Với nhiệt độ thấp nhất là từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 26 cho tới 29 độ và độ ẩm trung bình là từ 90 đến 95%. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Phú Yên có mưa rào và rông, có mưa vừa, có nơi mưa to. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Khu vực từ Khánh Hòa trở vào cho đến Bình Thuận chủ yếu có mưa rào nhẹ giải rác và có nơi có rông, với nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 28 cho tới 31 độ và độ ẩm trung bình là từ 85 đến 90%. Khu vực vùng cao Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ giải rác và có nơi có rông, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 29 cho tới 32 độ và độ ẩm trung bình là từ 81 đến 86%. Các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tập trung ở miền Tây Nam Bộ, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 30 cho tới 33 độ và độ ẩm trung bình là từ 82 đến 87%. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.